trận đấu đầu tiên của bảng B, trận đấu giữa Kinh Hoàng và Dép Cảnh Long mọi người. Trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa Kinh Hoàng và Dép Cảnh Long nha. Chưa nha mọi người, khi nào bắt đầu thì mới được di chuyển. Khi nào thông báo bắt đầu thì mới được di chuyển. Mọi người nắm rõ luật. Kinh Hoàng là boss tinh túc thuộc máy chủ S26. Còn Dép Cảnh Long là lãng ông hồi xưa. Rồi bắt đầu rồi mọi người ơi, Kinh Hoàng và Dép Cảnh Long. Một pha nhân 2 khá là tốt, khá là thốn đến từ vị trí của Dép Cảnh Long. Kinh Hoàng đang bị dính tê liệt. Hôn mê đã được tung ra nhưng mà Kinh Hoàng đã bị dính Chu Tiên Trận rồi mọi người ạ. Ôi không đổi kháng mặt à. Ý y quá, không đổi kháng mặt luôn. Rồi, Dép Cảnh Long đã bị dính chung rồi mọi người ạ. À. Đã bị dính một chiếc chân giới, đã tỉnh rồi. Kinh Hoàng vẫn còn một mạng hồi sinh. Đã dậy, đã bị chụp. Một cái bát trận đồ đã được đặt ra. Nói bình luận thì mình bình luận như vậy thôi chứ giờ biết bình luận như sao. Lại bị dính thêm một cái chân ngọc nữa. Nếu mà không có cái hiệp ứng có nghĩa là chân. Như vậy là chúng ta đã có kết quả của trận đấu đầu tiên của bảng B giữa Dép Cảnh Long và Kinh Hoàng. Xin chúc mừng Dép Cảnh Long đã giành chiến thắng.